Vinh Channel xin kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã trở lại với Vinh Channel. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức. Mỹ lần đầu tấn công Houthi bằng tên lửa phòng không. Putin yêu cầu mở rộng vùng phi quân sự hóa tại Ukraine. Fed giữ nguyên mức lãi suất, tỏ ý chưa sẵn sàng cắt giảm. Walmart sẽ mở thêm hoặc mở rộng hơn 150 cửa hàng. California chuẩn bị đối phó với mưa lớn và lũ lụt sau các cơn bão liên tiếp. Cảnh sát gốc Việt tại Denver bị buộc tội hành hung trẻ vị thành niên. Mỹ lần đầu tấn công Houthi bằng tên lửa phòng không. Mỹ thông báo tập kích bệ tên lửa phòng không Houthi chuẩn bị khai hỏa, cho rằng nó là mối đe dọa cận kề với máy bay của nước này. Chiều 31 tháng 1, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM tập kích và phá hủy một tên lửa phòng không chuẩn bị khai hỏa của Houthi. Chúng tôi phát hiện tên lửa trong khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen và xác định đây là mối đe dọa cận kề với máy bay Mỹ, CENTCOM ra thông báo cho hay. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công tên lửa phòng không của Houthi. Giới chức Mỹ từ chối tiết lộ hệ thống bị nhắm mục tiêu, cũng như vũ khí được sử dụng trong đòn tập kích này. Nhóm Houthi chưa bình luận gì về thông tin này. Giới chuyên gia nhận định Houthi sở hữu nhiều tên lửa phòng không tầm trung, từng nhiều lần bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ và chiến đấu cơ của liên quân do Arab Saudi dẫn đầu. Nổi bật nhất trong dàn vũ khí phòng không của Houthi là các tên lửa Shayad do Iran phát triển và chuyển giao, gồm mẫu Shayad 1 và Shayad 2C, với tầm bắn tối đa là 50-75 km. Nhóm cũng tự chế tạo được tên lửa phòng không Father 1, có vẻ ngoài giống hệ tổ hợp 2S-12 Cup được Liên Xô ra mắt từ thập niên 1960. Houthi còn cải tiến tên lửa không đối không R-27T và R-73, vốn dùng cho tiêm kích, thành vũ khí phòng không lợi hại. Cả hai đều trang bị đầu dò hồng ngoại, giúp bám sát mục tiêu mà không cần radar dẫn đường. Chúng cũng không đánh động mục tiêu trong quá trình tiếp cận, nhưng có thể bị đánh lừa bởi mồi bẫy nhiệt trên phi cơ. Kể từ đầu tháng 10, 2023, sau khi chiến sự ở dải Gaza bùng phát, Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ để gây sự ép buộc Israel ngừng chiến dịch nhắm vào Hamas, đồng minh của lực lượng này trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông. Quân đội Mỹ và Anh đã nhiều lần tập kích đáp trả lại nhắm vào các vị trí của Houthi ở Yemen. Washington còn dẫn đầu liên minh bảo vệ hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, cũng như tìm cách gây áp lực ngoại giao và tài chính đối với Houthi. Putin yêu cầu mở rộng vùng phi quân sự hóa tại Ukraine. Nga sẽ đẩy lực lượng Ukraine ra xa khu vực họ kiểm soát, tạo vùng điểm an toàn cho các thành phố khỏi vũ khí phương Tây. Hôm 31 tháng 1, trong một cuộc họp với các quan chức, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, ranh giới vùng phi quân sự hóa cần nằm đủ xa để bảo đảm an ninh cho lãnh thổ Nga, nhất là đối với các loại vũ khí do nước ngoài sản xuất, thường được giới chức Ukraine sử dụng để tấn công những thành phố yên bình của chúng ta. Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh quân đội Nga sẽ mở rộng vùng điểm an toàn để lực lượng Ukraine khỏi những khu vực do Kyiv kiểm soát và ngăn đối phương tấn công các đô thị trọng yếu của Moscow. Đây chính là những gì quân đội Nga đang làm, cũng là động lực chính cho những binh sĩ ngoài tiền tuyến. Chúng ta sẽ đẩy lùi đối phương, ông nói. Phát biểu được Tổng thống Putin đưa ra sau khi hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã thử nghiệm thành công bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất và sẽ sớm chuyển giao cho Kyiv. GLSDP có tầm bắn 150 km là sự kết hợp giữa rocket M-26 với bom dẫn đường cỡ nhỏ GBU-39 có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M-270 trong biên chế Ukraine hiện nay. Ukraine sẽ là quốc gia đầu tiên sử dụng GLSDP trên chiến trường. Nước này cũng được phương Tây viện trợ nhiều tên lửa tầm xa như Attack và Storm Shadow Scout EG với tầm bắn 165-250 km. Bộ Quốc phòng Nga từng nhiều lần cáo buộc đối phương sử dụng rocket và đạn pháo chùm nước ngoài viện trợ để tập kích các đô thị nước này. Hôm 30 tháng 12, 2023, một trong những sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra khi Ukraine pháo kích thành phố Belgorod bằng rocket phóng từ hệ thống Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất và đạn pháo phản lực hạng nặng Vikha mang đầu nổ chùm khiến 25 người chết và 109 người bị thương. Fed giữ nguyên mức lãi suất, tỏ ý chưa sẵn sàng cắt giảm. Tin từ Washington DC, hôm thứ Tư 31 tháng Giêng, trong lần họp báo thứ Tư liên tiếp, Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed vẫn giữ và không thay đổi mức lãi suất theo CNN.
Fed đã tăng lãi suất 11 lần kể từ tháng 3 năm 2022 trong nỗ lực chống lại tình trạng lạm phát gia tăng nhanh nhất trong nhiều thập niên. Nhờ đó, sự tăng giá đã giảm bớt đáng kể, tiến gần hơn đến mục tiêu lạm phát chỉ ở mức 2% của Fed. Điều đó có nghĩa là Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024, điều mà chính giới chức đã dự đoán vào tháng trước. Nhưng với tuyên bố mới nhất hôm thứ Tư, đẩy lùi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3. Quyết định giữ mức lãi suất cho vay chuẩn ở mức cao nhất trong 23 năm, khi giới đầu tư ở Wall Street háo hức chờ đợi việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, khiến thị trường Dow Jones mất 200 điểm, đứng ở mốc 38.276 điểm. Câu hỏi lớn mà giới đầu tư chờ Fed trả lời là khi nào và thời điểm nào thích hợp để bắt đầu cắt giảm lãi suất. Cắt giảm lãi suất quá sớm hoặc cắt giảm lãi suất quá muộn đều có những hậu quả đi kèm. Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell. Chủ tịch Fed cho biết nên cắt giảm lãi suất trước khi lạm phát ở mức 2% vì cách hiểu biết chung là chính sách tiền tệ có tác động chậm đến nền kinh tế. Giới chức cũng đang xem xét tác động của việc tăng lãi suất thực xảy ra khi lạm phát giảm, nhưng lãi suất vẫn ở mức cao, gây sức ép không cần thiết lên nền kinh tế và có nguy cơ mất việc làm. Ngoài việc ổn định giá cả, Fed còn chịu trách nhiệm tối đa hóa việc làm và rủi ro rất cao vì Fed ngoài đánh bại lạm phát còn không để tỷ lệ thất nghiệp tăng đột ngột, một kết quả vô cùng hiếm gặp. Walmart sẽ mở thêm hoặc mở rộng hơn 150 cửa hàng. Walmart đã có dấu chân rất lớn ở Mỹ, nhưng gã khổng lồ bán lẻ nhận thấy rằng cơ hội để phát triển lớn hơn nữa. Công ty có kế hoạch xây dựng hoặc chuyển đổi hơn 150 cửa hàng quy mô lớn trong vòng 5 năm tới. Công ty cho biết hôm thứ Tư, Josh Havens, người phát ngôn viên của công ty cho biết một số địa điểm sẽ được mở rộng từ một địa điểm nhỏ thành siêu trung tâm lớn với đầy đủ các cửa hàng tạp hóa và hàng hóa, nhưng phần lớn sẽ là các cửa hàng mới. Walmart từ chối cho biết các cửa hàng mới sẽ có giá bao nhiêu và chúng sẽ được đặt ở đâu. Công ty đã có hơn 4.600 cửa hàng trên toàn quốc và gần 600 kho hàng của Sam's Club. Sam's Club cũng đang trong quá trình mở rộng với kế hoạch mở hơn 30 cửa hàng mới tại Mỹ. Nhà bán lẻ hộp lớn là nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất ở Mỹ với khoảng 1.6 triệu nhân viên. Khoảng 90% dân số Hoa Kỳ đã sống trong bán kính 10 dặm của một cửa hàng Walmart. Với việc mở rộng, Walmart đang báo hiệu rằng họ coi các cửa hàng thực tế của mình là một phần quan trọng của tương lai, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng cao với những đối thủ trực tuyến như Amazon và Shein, cũng như sự thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng trực tuyến và bên thứ ba của chính họ, thương trường. Walmart cũng đang phát triển dựa trên sức mạnh tương đối của mình so với các nhà bán lẻ khác, vốn đã chịu ảnh hưởng lớn từ việc người tiêu dùng Mỹ quay trở lại mua hàng hóa tùy ý. Là công ty tạp hóa lớn nhất quốc gia, xét theo doanh thu và là nhà bán lẻ giảm giá nổi tiếng, Walmart đã vượt qua lạm phát tốt hơn và thậm chí còn thu hút nhiều hộ gia đình có thu nhập cao đến với các cửa hàng của mình. Cổ phiếu của công ty đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm ngoái. Hôm thứ Ba, công ty đã công bố chia cổ phiếu theo tỷ lệ 3-1. Trong một bài đăng trên trang web của công ty hôm thứ Tư, giám đốc điều hành Walmart US John Furner cho biết nhà bán lẻ này có kế hoạch khởi động 12 dự án cửa hàng mới trong năm nay và sẽ chuyển đổi một số những địa điểm nhỏ thành siêu thị lớn của trung tâm Walmart. Ông cho biết thêm, việc mở hoặc mở rộng địa điểm nằm ngoài kế hoạch cải tạo các cửa hàng khác của công ty. Furner cho biết, các cửa hàng mới sẽ phản ánh diện mạo hiện đại hơn của Walmart và đang được triển khai rộng rãi hơn. Thiết kế cửa hàng của tương lai có bố cục đẹp mắt hơn, làm nổi bật các thương hiệu quần áo thời trang của nhà bán lẻ, bổ sung công nghệ cũng như mã QR có thể quét được và có bảng hiệu sắc nét hơn. Ông cho biết các cửa hàng mới cũng sẽ có nhiều tính năng bền vững hơn, chẳng hạn như hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng. Việc mở rộng cửa hàng của Walmart lần đầu tiên được The Wall Street Journal đưa tin. California chuẩn bị đối phó với mưa lớn và lũ lụt sau các cơn bão siêu tốc Pineapple liên tiếp. Bờ Tây chuẩn bị ứng phó với thời tiết khắc nghiệt vào thứ Năm và cuối tuần này khi hơn 22 triệu người được cảnh báo lũ lụt và chính quyền chuẩn bị ứng phó với những cơn bão liên tiếp ở Thái Bình Dương. Khoảng 32 triệu người cũng đang trong tình trạng cảnh báo gió lớn, đồng nghĩa với việc có thể mất điện trên diện rộng do hiệu ứng sông khí quyển, gây ra bởi các dòng không khí có độ ẩm dày đặc. Hai cơn bão xuất hiện từ thứ Năm và Chủ nhật cho đến thứ Hai cũng phù hợp với mô tả về Pineapple Express, có nguồn gốc từ vùng biển cận nhiệt đới xung quanh Hawaii. Các khu vực cao sẽ bị tuyết tấn công và sâu hơn vào đất liền, vào dãy Rockies. Hơn 1 triệu người đang được cảnh báo về thời tiết mùa đông, với một số nơi dự kiến sẽ có tuyết dày vài feet,
nhà khí tượng học của cơ quan thời tiết quốc gia Robert Hart cho biết trong một cuộc họp ngắn hôm thứ Tư rằng các khu vực ở độ cao trên 7.000 feet có thể có tuyết dày từ 12 cho đến 18 inch. Tuyết dày đã đến vào sáng sớm thứ Năm tại Soda Springs, quận Nevada, California, nơi các cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy giao thông ùn tắc, ô tô mất kiểm soát và máy xúc tuyết có hiệu lực trên xa lộ liên tiểu bang 80. Tuyết có thể rơi dày cho tới 2 feet ở Sierra cho đến thứ Sáu. Thời tiết khắc nghiệt đã gây ra gió 70 dặm ở California. Sáng sớm thứ Năm, lính cứu hỏa ở hạt Sonoma đã giải cứu một tài xế khỏi một chiếc ô tô lao vào con đường ngập nước và đang ngập nước. Sở cứu hỏa ở quận Sonoma đã thêm vào một bài đăng trên X: đừng mạo hiểm nếu nước tràn qua đường. Turn around, don't draw. Gió giật lên tới 45 dặm một giờ trên khắp California có thể dẫn đến mất điện. Ở miền Nam California dự kiến sẽ hứng chịu trận lụt hôm thứ Năm với lượng mưa từ 1 cho đến 3 inch. Trong cuộc họp báo tối thứ Tư, cơ quan thời tiết cho biết dông bão cục bộ có thể mang lại nhiều mưa hơn. Khu vực này vẫn đang phục hồi sau lượng mưa lớn và lũ lụt kỷ lục trong những tuần gần đây. Cơ quan này cho biết quận Cam và San Bernardino, California có thể có mưa dữ dội từ 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương, khoảng 12 giờ trưa theo giờ ET, trong khi các khu vực ở San Bernardino và các vùng núi quận Riverside sẽ có tuyết rơi dày đặc. Thời tiết ở California có thể tạm dừng một thời gian ngắn vào ngày thứ Bảy, nhưng một cơn bão khác có thể mạnh hơn sẽ đến vào Chủ nhật cho đến thứ Hai, một lần nữa sẽ mang theo mưa lớn, gió và tuyết. Bộ Tài nguyên nước California cho biết họ có gần 5 triệu bao cát và hơn 62.000 siêu bao tải, chặn lũ và sẵn sàng đóng các vụ vỡ đê. Thành phố San Diego đã đưa ra cảnh báo sơ tán tự nguyện cho người dân ở các khu vực dễ bị lũ lụt, bao gồm South Crest, Mountain View, Encanto, San Pedro, Sorrento Valley và Mission Valley. Thành phố đã mở một nơi trú ẩn cho những người bị ảnh hưởng tại phòng tập thể dục của thành phố ở công viên Balboa và đang bố trí phương tiện đi lại. Thị trưởng Todd Gloria cho biết trong một tuyên bố, cư dân ở những khu vực này nên cân nhắc việc thu thập các tài liệu và đồ đạc quan trọng và đảm bảo rằng bạn có kế hoạch di chuyển bản thân và gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm nếu lũ lụt lớn xảy ra. Văn phòng cảnh sát trưởng San Bernardino cảnh báo tai nạn giao thông gia tăng trong thời tiết mưa bão. Họ cho biết một bài đăng trên X vào tối thứ Tư, hãy chậm lại và cho bản thân thêm thời gian để sống sót đến đích. Hiệp hội Nhân đạo San Diego kêu gọi những người nuôi thú cưng đảm bảo rằng động vật của họ có thẻ ID và vi mạch cập nhật để phòng trường hợp chúng bị mất tích trong cơn bão. Cơn bão thứ hai trong số hai cơn bão ở California dự kiến sẽ đổ bộ từ Chủ nhật cho đến thứ Ba, được cho là cơn bão mạnh hơn, mang đến những mối đe dọa mới về gió và mất điện. Đợt đe dọa lũ lụt mới sẽ lớn nhất ở vùng Vịnh vào Chủ nhật và ở Los Angeles vào thứ Hai. Các hệ thống bờ Tây này sẽ hướng về phía Đông và có thể đến phần lớn miền Trung và Bắc Texas vào thứ Sáu. Trong khi phần lớn miền Tây đang phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt, thì một số vùng lại đang tận hưởng nhiệt độ ấm hơn bình thường ngay giữa mùa đông. Nhiệt độ lên tới 68 độ ở Boise, Idaho vào thứ Tư, khiến đây là ngày tháng giêng ấm nhất được ghi nhận ở tiểu bang này. Nhiệt độ sẽ đạt mức thấp nhất là 40 và giữa 60 ở Green Bay, Wisconsin và Topeka, Kansas vào thứ Năm. Nhiệt độ sẽ ấm hơn nhiều so với nhiệt độ bình thường vào thời điểm này trong năm. Cảnh sát Denver gốc Việt bị buộc tội hành hung trẻ vị thành niên. Tin từ Denver, Colorado. Hôm thứ Tư, 31 tháng Giêng, CBS đưa tin một viên sĩ quan cảnh sát Denver gốc Việt vừa bị buộc tội quấy rối nhẹ sau khi bị cáo buộc đánh một trẻ vị thành niên đang bị giam giữ vào thời điểm đó. Sĩ quan cảnh sát Đạt Trương, 32 tuổi, bị buộc tội đánh người. Nạn nhân chưa được nhận dạng danh tính do tuổi tác. Trong một sự việc xảy ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, gần xa lộ liên tiểu bang I-225 và đường Colfax Avenue, bên ngoài phạm vi thành phố Denver. Người này cũng bị bắt vào thời điểm đó, mặc dù các sĩ quan sở cảnh sát Denver và văn phòng biện lý quận địa hạt 17 không đưa ra bất kỳ tình tiết nào khác về sự việc hoặc vụ việc bắt giữ đã diễn ra. Theo Sở Cảnh sát Denver, Đạt Trương gia nhập Sở Cảnh sát Denver vào năm 2014 và làm việc trong đội đặc nhiệm. Đội này gồm có đơn vị hàng không, đội phá bom, đơn vị kiểm soát băng đảng và đội SWAT thuộc Sở Cảnh sát Denver. Đạt Trương được chuyển qua nhiệm vụ không tuần tiểu vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, khi cuộc điều tra về vụ hành hung được cho là bắt đầu và sẽ giữ nguyên vai trò không tuần tiểu trong tiến trình điều tra. Sở Cảnh sát Denver cho biết,
Lần hầu tòa kế tiếp của đặc trương là ngày 5 tháng 3 tại quận Adams. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video và ủng hộ cho Vinh Channel. Mọi ý kiến và đóng góp, mong quý vị comment ở bên dưới. Và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, subscribe, sau đó nhấn vào biểu tượng của cái chuông báo. Chuông sẽ tự động báo cho các bạn biết mỗi khi có video mới nhất của Vinh. Các bạn sẽ không bỏ lỡ những video đã phát hành. Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui. Xin hẹn quý vị và các bạn là những video kế tiếp.